Đi thăm vườn kem. Đây. Này là mấy cái bưởi. Kem này gọi là kem xoàn. Có mấy trái nó mềm. Đây cây này trái cũng nhiều. Coi vậy nó xanh vậy chứ mà nó mềm rồi hết rồi. Ồ, cây này cũng to thế. Mấy cây này nhỏ quá. Đây, có mấy trái to dưới. Ừ, trái này nó to. To như trái kem. Ủa, không, to như trái bưởi chứ. Bưởi là bưởi da xanh. À, bưởi da xanh. Hôm nay trời quá trời đẹp không? Trời trong xanh luôn. Đây có một số trái nó cũng còn nhỏ, nó chưa có chín về. Chó nó sủa vậy chứ. Còn đây là cây chanh. Đây. Này là cây chanh nè. Lá chanh mà gà hấp lá chanh là ngon tuyệt. Này là lá chanh. Giò ra có cái mùi thơm dữ dằn thơm. Thơm. Kia có cái cầu để đi qua. Chó nó sủa kinh nè. Thấy người lạ. Hoa súng. Mương này cũng có cá to lắm. Đây. Cây này trái cũng nhiều. Thử trái chút vô ăn. Chín luôn. Đây có mấy trái to dữ. Đây, con súng. Giờ này nó chiều nên nó không có nở. Có ai biết cá lồng rồng không ta? Cá lồng rồng là cá lóc con đó. Đây, dưới ao có một cái bầy nó đang bơi nè. Ở xa quá nên không thấy. Nào, đó 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 đó. Nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ đen đen nè. Nè, thấy không? Đó, 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 đó. Đó, bầy nhỏ vậy chứ có mẹ nó đi theo đó. Đó, đó, thấy không?
cá lòng rồng á, cá lóc con ấy. Zoom nhỏ lại. Nắng gì? Giờ này gần 3 giờ. Nắng kinh. Trời, chó và nó đứng nó sợ. Nó bẻ đi mấy trái vô không có. Trái này. Cái màu xanh dữ. Xanh sợi chua quá. Thấy cũng mềm mà không biết cái trên này chín. Chụp lại 3 trái luôn. Hãy một quả. Vậy được rồi. Rồi. Vô. Đây mấy cái ổi. Ổi bây giờ phải bao trái gì đó mới ăn được. Người té đi. Nó sủa đó. Vô đồ. Cái trại của ba dạ vườn. Rồi. Vô. Tao vô nè. Miếng vịt con. Ruộng mùa này giờ không có xạ nữa. Để nước để cho nước nó ngập lên. Tháng này cũng chưa có nước nhiều. Chỉ nước nhiêu đây thôi. Trời chứ mấy năm trước nước kinh lắm. Hôm nay bầu trời đẹp vậy. Trong xanh. Đây hoa dại. Cũng chả biết hoa gì. Không biết hoa gì. Thôi là hoa dại. Chụp đi. Lấy nét nè ta. Lấy nét sao khó vậy. Đây đây đây. Được nét. Được cái đó. Rồi lấy nét. Đập. Đẹp quá. À, vô mà tưởng đi vô rừng không. Con bướm. Bướm. Bướm bay. Đó, hai con luôn. Cây đụng đỉnh, đây là cây đụng đỉnh. Cây ghiền, đây, đây là cây ghiền. Có cái củ á, thường thường người ta ăn thịt chó, người ta lấy cái củ dưới đó. Đây, trái của nó, trái ghiền. Đỏ đẹp ha. Nắng kinh. Nắng lên bầu trời đi. Cục
còn thẻ không, để dỡ cái lợp cá. Có cái lợp thứ ba không đặt cái gì, biết được con cá này không biết xem cá hay là con cua. Ê, không có con nào chứ. Đẹp đấy.